giới thiệu tới các bạn top 10 địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi đến với Nha Trang. Nha Trang là thành phố biển xinh đẹp thuộc tỉnh Khánh Hòa, nằm ở miền Trung Việt Nam. Nơi đây được coi là một trong những thành phố du lịch biển lâu đời nhất ở nước ta. Với khí hậu nắng nóng quanh năm, thích hợp cho các loại hình du lịch biển nên thời gian gần đây, rất nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước đã chọn Nha Trang là điểm đến cho kỳ nghỉ của mình. Trong video này, Toplist sẽ cung cấp cho các bạn 10 địa điểm du lịch Nha Trang hấp dẫn nhất. Đầu tiên là Vinpearl, địa điểm du lịch Nha Trang thu hút nhất trong những năm gần đây. Tọa lạc trên đảo Hòn Tre với những bãi biển tuyệt đẹp quanh năm, nơi đây được nhiều người biết đến như là một thiên đường của miền nhiệt đới. Ngoài những khách sạn đẳng cấp, những khu vườn đẹp đến mê hồn, cùng với những hồ bơi nước ngọt lý tưởng, nơi đây còn thu hút du khách với nhiều trò chơi cảm giác mạnh, thủy cung tuyệt đẹp và những rạp chiếu phim 4D vô cùng hoành tráng. Giá vé 650.000 đồng đối với người lớn và 550.000 đồng đối với trẻ em từ 1 đến 1m4. Để tham quan hết vùng đất xinh đẹp này, các bạn cần dành một ngày ở trên đảo từ sáng sớm cho đến tận tối muộn. Trước khi đến đây, các bạn nên tham khảo sơ đồ và lên kế hoạch thật chi tiết để có thể vui chơi một cách trọn vẹn chỉ trong một ngày trên đảo mà không bỏ lỡ bất kỳ một điều hấp dẫn nào nhé. Những khung giờ của các chương trình biểu diễn đặc biệt để các bạn có thể theo dõi. Nhạc nước. Giờ biểu diễn là vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Thời gian biểu diễn mỗi suất kéo dài 25 phút. Cá heo. Thứ 6 đến thứ 7 ở các khung giờ 11 giờ, 13 giờ 30, 17 giờ. Chủ nhật đến thứ 5 thì có các khung giờ 13 giờ 30 và 17 giờ. Mỗi suất diễn kéo dài là 60 phút. Lịch trình hợp lý cho một ngày ở đây, các bạn có thể tham khảo để không khỏi bỏ sót bất kỳ hoạt động nào nhé. 8 giờ, các bạn có thể bắt xe tới Cáp Treo bằng taxi hay xe bus số 4. Các bạn nên mua vé loại đi và về đều bằng Cáp Treo cho thuận tiện hơn. 9 giờ đến 11 giờ 30, chơi các trò chơi cảm giác mạnh tại khu vui chơi ngoài trời. 11 giờ 30, ăn trưa, có thể mua vé ăn trưa 55.000 trên suất hay ăn ở nhà tùy các bạn. 13 giờ 30, chơi trong khu trò chơi trong nhà và xem phim 4D. 14 giờ 30, tham quan thủy cung tuyệt đẹp và vô cùng lộng lẫy. 15 giờ 30, bạn có thể chơi công viên nước. 17 giờ, xem biểu diễn cá heo rồi có thể lượn khu phố mua sắm, ăn nhẹ chờ tới lúc xem nhạc nước. 19 giờ đến 20 giờ, xem biểu diễn nhạc nước rồi quay trở về đất liền bằng Cáp Treo thôi nào. Thứ hai là Tháp Bà Ponnager và dịch vụ tắm bùn Tháp Bà. Tháp Bà luôn được xem là biểu tượng của thành phố biển Nha Trang. Nơi đây là quần thể kiến trúc Champa độc đáo thuộc hàng quy mô lớn ở khu vực miền Trung, tọa lạc ở phía bắc thành phố. Địa điểm này cách trung tâm khoảng 2 km, gồm 4 ngôi tháp, 2 miếu thờ và tháp lớn nhất thờ nữ thần Ponaga. Tháp Bà mở cửa cho khách đến tham quan là từ 6 giờ sáng cho đến 17 giờ 30 chiều. Sau khi tham quan xong, các bạn có thể kết hợp đi tắm bùn tại khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà cũng ở ngay gần đó. Giá vé vào cổng khoảng 100.000 đồng trên người. Còn ở hồ tập thể từ khoảng 15 đến 20 người thì giá vé từ 250.000 đồng trên người nếu muốn sử dụng hồ riêng các bạn nhé. Thứ ba, Viện Hải Dương Học. Viện Hải Dương Học đã được thành lập vào năm 1923, nằm ở cầu số 1. Cầu đá cách trung tâm thành phố khoảng 6 km theo hướng đông nam. Du khách có thể đến đây bằng xe máy hay taxi, xe bus. Nơi này được xem là kho từ điển của hệ sinh thái biển vô cùng đa dạng, với hơn hàng ngàn các mẫu hiện vật cùng hàng trăm loài đang được nuôi dưỡng. Viện Hải Dương Học Nha Trang chắc chắn sẽ cho du khách thấy được toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp như ở dưới đáy đại dương, cũng như biết thêm về cuộc sống những loài vật ở biển cả. Đặc biệt, đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn bộ xương cá voi khổng lồ dài tới 26m, cao 3m với 48 đốt sống được phục chế gần như đầy đủ. Đây chắc hẳn là một điểm không thể không tới của du khách bốn phương khi về Nha Trang du lịch. Giá vé vào cổng là 30.000 đồng trên một người lớn và 15.000 đồng đối với sinh viên và 7.000 đối với học sinh. Thứ tư, Dốc Lết. Muốn đến với nơi này, du khách phải trải qua cả một chặng đường dài, chẳng hạn như phải vượt qua những đồi cát trắng,
khiến việc di chuyển thêm mệt mỏi hơn và cũng mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, một khi bạn đã vượt qua được những đồi cát này thì bạn sẽ được đặt chân đến một nơi tuyệt vời như thiên đường, với bờ cát mịn màng, nước biển thì trong xanh. Sau những trò nô đùa, vùng vẫy cùng biển khơi hay là trượt cát đến mệt nhoài, thì du khách có thể thưởng thức những món hải sản tươi ngon tại chỗ như tôm, cua biển, ghẹ, ốc nhảy, tôm tích, sò lông biển, ốc gai, sò dương với giá rẻ hơn cả so với khu vực trung tâm thành phố. Khu du lịch Dốc Lết tọa lạc ở địa phận bờ biển thuộc huyện Ninh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 50 km đi về phía Bắc, giá vé vào cổng là 20.000 đồng trên một người. Tiếp theo thứ 5 là Thác Giang Bay. Thác Giang Bay cũng là một địa điểm du lịch nếu bỏ qua thì quả thật là một thiếu sót vô cùng lớn. Thác nước Giang Bay thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang gần 50 km. Thác này ở độ cao 100 m so với mực nước biển, nằm trọn vẹn giữa một khu vực rừng nguyên sinh với cảnh quan rất tuyệt vời cùng đá, với nước và các loại hoa đua nhau nở khắp bốn mùa. Giá vé là 100 đồng đối với người lớn và 50.000 đồng đối với trẻ em. Thứ 6, khu du lịch Hồ Cá Chí Nguyên. Hồ Cá Chí Nguyên nằm trên đảo Bồng Nguyên, hay còn gọi là Hòn Miễu, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 5 km đi về phía nam. Đến nơi đây, du khách có thể tha hồ đi dạo quanh hồ hoặc ngồi đón gió ngay trên thủy tạ, quan sát một cách trọn vẹn cảnh sinh hoạt của các loài sinh vật biển đủ sắc màu vô cùng rực rỡ. Hệ thống hồ nuôi cá ở đây thực chất là một vùng hồ trên biển đã được ngăn lại bằng hệ thống kè đá san hô. Và kè đá san hô này vững chắc và đủ cao để mực nước trong hồ bao giờ cũng phải ngang với mực nước biển. Được chia làm 4 khu vực, có diện tích khoảng từ 150 đến 200 mét vuông, hồ lớn nhất và nuôi được nhiều loại cá nhất, rộng khoảng 3 ha. Dọc theo đường đi xung quanh hồ có trồng nhiều loại cây như sứ trắng, phi lao, hoàng lan, bảng lá tròn. Ngoài ra, cách khu du lịch Hồ Cá Chí Nguyên khoảng vài trăm mét là bãi sỏi, bãi tắm này còn vẫn được giữ được vẻ hoang sơ với phía trước mặt là biển. Sau lưng là khu rừng rậm rạp với nhiều cây đại thụ to lớn và dây leo chẳng chịt. Vé vào Hồ Chí Nguyên là 50.000 đồng trên người các bạn nhé. Thứ 7, Hòn Trồng. Hòn Trồng nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 3 km theo hướng đông bắc. Hòn Trồng là một quần thể với các khối đá lớn cũng đủ loại hình thù, xếp chồng lên nhau và chạy từ bờ cao xuống biển. Một nhóm đá khác nhỏ hơn nằm ngay dưới chân đồi phía đông được gọi là Hòn Vợ. Không gian của Hòn Trồng thì gần như tách biệt với không gian nhộn nhịp của phố phường bên ngoài. Tới đây, các bạn có thể tha hồ đi ra Hòn Trồng chơi, tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật hay ngồi cà phê trên bờ biển. Vé tham quan là 12.000 đồng trên người thôi các bạn nhé. Thứ 8, Đảo Hòn Môn. Đảo Hòn Môn cũng là địa điểm hút hồn du khách bởi làn nước trong veo xanh ngắt và hệ sinh thái san hô đẹp vô cùng. Còn hòn đảo Tầm thì lại nổi tiếng với rất nhiều bãi tắm đẹp giúp du khách thoải mái bơi lội, thư giãn và tắm nắng. Đến với Hòn Môn, du khách có thể lặn biển khám phá san hô, được đi thuyền đáy kính ngồi ở những quán bar nổi lênh đênh trên mặt biển vô cùng thú vị. Tại đây, ngoài những bãi tắm tuyệt đẹp, du khách còn có thể ngắm cả một thành phố biển xinh đẹp ở hướng Bắc và cả bán đảo Cam Ranh ở phía Nam. Vé tham quan Hòn Môn là 22.000 đồng trên người. Vị trí thứ 9 là Dinh Bảo Đại. Dinh Bảo Đại có tên gọi khác là biệt thự Cầu Đá, nằm ngay trên núi Cảnh Long nhô ra về phía biển như một con rồng xanh ôm chặt lấy biển của đất Nha Trang. Nơi đây cũng đã từng được Bảo Đại sử dụng làm nơi làm việc hay nghỉ ngơi trong thời gian ông làm tại vị. Năm tòa biệt thự đã được xây dựng theo kiến trúc Pháp, nằm trọn trong khuôn viên rộng 12 ha, ẩn mình dưới những tán cây rộng bát quanh năm. Vào mùa hè, các loài hoa nơi đây đua nhau khoe sắc, đặc biệt là phượng vĩ đảo rực cả một góc trời. Từ lầu Bảo Đại, du khách có thể thả tầm nhìn về phía xa, ngắm toàn cảnh thành phố biển Nha Trang với những cảnh quan đầy thơ mộng. Giá vé tham quan chỉ với 50.000 đồng trên người các bạn nhé. Và địa điểm cuối cùng mà Top List muốn giới thiệu tới các bạn là Vịnh Ninh Vân. Nằm cách thành phố khoảng 60 km, nơi này mang một vẻ đẹp đậm nét hoang sơ và vô cùng thuần khiết. Đặc biệt, rất thích hợp cho những du khách muốn tìm cảm giác thư thái ngay trong không gian tĩnh lặng của biển.
Nơi đây cũng có những trò chơi cảm giác mạnh trên biển đặc biệt thú vị, không thua kém gì những nơi khác như lướt sóng, đi thuyền kayak, lướt ván vân vân. Tại vịnh Ninh Vân còn có cả khu nghỉ dưỡng Six Sense đạt tiêu chuẩn đúng 5 sao quốc tế và cũng là một trong những resort tiên phong của Việt Nam, nhận được nhiều giải thưởng danh giá về khu du lịch Việt Nam và cả thế giới. Từ thành phố Nha Trang, nếu đi bằng tàu cao tốc thì bạn chỉ cần mất 20 phút để đặt chân đến vịnh biển xinh đẹp này. Nếu có dịp đến với thành phố Nha Trang thì các bạn đừng quên ghé thăm những địa điểm trên nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những